kính chào quý vị và các bạn đang trở lại với chuyên mục chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng Kiến Trúc Tân Á. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hồng, có địa chỉ tại Nam Đàn, Nghệ An. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh Hồng. Căn nhà của anh Hồng là căn nhà vườn cấp 4, được chúng tôi bố trí theo cách tân cổ điển. Tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với hệ mái Nhật, giúp cho công trình thêm trẻ trung, năng động và tươi sáng hơn. Di chuyển từ sân vào căn nhà của anh Hồng được chúng tôi bố trí gồm có 3 bậc cấp sử dụng đá thêm sa đen cổ trắng, giúp ngôi nhà luôn được cao ráo, thông thoáng, dễ vệ sinh và không bị bám bụi. Ngoài ra, cửa chính thì được chúng tôi bố trí là cửa gỗ lim Nam Phi khung pano kính thuộc sơn màu đỏ, giúp tạo độ bền đẹp theo thời gian, không bị cong vênh mối mọt. Cũng như là gỗ lim Nam Phi thì chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam và giá thành thì tương đối hợp lý. Các bạn có để ý căn nhà của anh Hồng được chúng tôi bố trí một cách khác biệt với căn nhà cấp 4 mà chúng tôi đã thiết kế trước đó. Đó là căn nhà của anh Hồng được chúng tôi bố trí mái vòm ở khu vực cửa luôn, giúp cho ngôi nhà luôn được sang trọng và bắt mắt. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Hồng cũng rất là tinh tế và bắt mắt khi được chúng tôi bố trí hệ thống đèn điện chiếu sáng trên khu vực cổ mái cũng như là trần nhà, giúp cho ngôi nhà luôn được lung linh rực rỡ vào ban đêm cũng như sang trọng và bắt mắt hơn vào ban ngày. Ngoài ra, cửa phụ thì được chúng tôi bố trí cũng là cửa gỗ lim Nam Phi và cửa sổ thì được chúng tôi bố trí là cửa nhôm kính tối thâu, giúp tạo độ bền đẹp theo thời gian, vì điều hòa ánh sáng hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên, điều hòa không khí cũng như là chi phí và giá thành thì tương đối là hợp lý. Xung quanh ngôi nhà thì được chúng tôi bố trí rất là nhiều hệ thống bồn hoa và chậu cảnh để giúp gia đình có thể trồng những cây hoa nhỏ và cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh, trong lành và mát mẻ hơn. Đây, các bạn nhìn thấy khu vực khuôn viên của gia đình anh rất là trong xanh và mát lành đúng không ạ? Ở khu vực đằng sau ngôi nhà thì chúng tôi bố trí thêm một cửa phụ để giúp tất cả các thành viên có thể thuận tiện khi có nhu cầu đi ra sân ướt. Đây là các bạn nhìn thấy khu vực ở đây là được chúng tôi bố trí một khu vực chòi để giúp gia đình có thể thưởng trà, đọc sách cũng như là thư giãn. Đây là một khu vực để gia đình có thể có không gian sinh hoạt chung cũng như là giúp tất cả các thành viên trong gia đình có thể gắn kết với nhau. Từ trên cao nhìn xuống căn nhà của anh Hồng, tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi dùng để làm bãi đỗ xe ô tô và có khoảng không gian cho tất cả các thành viên trong gia đình có thể sinh hoạt, vui chơi và giải trí. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của Nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà cấp 4, nhà biệt thự để các bạn có sự lựa chọn phù hợp với ngôi nhà trong tương lai của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn thực tế và cụ thể hơn về Nhà đẹp Tân Á. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng làm việc trên một website mang tên miền nhà đẹp tân á.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập vào website nhà đẹp tân á.vn cũng như là kênh YouTube Nhà đẹp Tân Á để lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng trong tương lai các bạn nhé. Trong quá trình thi công và thiết kế căn nhà của anh Hồng có địa chỉ tại Nam Đàn, Nghệ An thì đội ngũ kiến trúc sư Tân Á chúng tôi đã đo đạc phong thủy và xác định được mặt bằng phong thủy. Được biết, anh Hồng sinh năm 1943, hướng tốt để xây nhà là hướng Bắc, hướng Đông Nam và hướng Nam. Tiếp đến thì chúng tôi cũng đã phác thảo mặt bằng định vị công trình để các bạn có cái nhìn tổng quan về căn nhà của anh Hồng. Xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Hồng các bạn nhé. Căn nhà của anh Hồng thì tọa lạc trên diện tích đất là 18,0 x 19,3 m². Di chuyển vào là phòng khách với diện tích rất là rộng lớn, 43 m², được chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là tivi để giúp gia đình anh Hồng có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Một phòng thờ với diện tích là 10 m², giúp cho không gian phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp chói vào. Khu vực nhà gỗ tiếp khách với diện tích là 30 m² rất là đẹp ở đây ạ. Và khu vực bếp nấu ăn với diện tích là 30 m². Ngoài ra, căn nhà của anh Hồng thì được chúng tôi bố trí gồm có 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 22,8 m², 25 m² và 23 m². Các bạn nhìn thấy được chúng tôi bố trí căn nhà của anh Hồng, chúng tôi bố trí nhà vệ sinh chung ở khu vực giữa nhà, ở khu vực phòng ngủ 1 và nhà bếp này, cũng như là khu vực phòng ngủ thứ 3 thì chúng tôi bố trí một nhà vệ sinh chung nữa để giúp tất cả các thành viên có thể thuận tiện trong công sử dụng cũng như là đi lại.
Xung quanh ngôi nhà thì được chúng tôi bố trí rất là nhiều hệ thống cửa sổ, giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng cũng như là đón gió và đón ánh sáng được tốt hơn. Bạn vừa được tham khảo sau mẫu nhà mà nhà được Tân Á đã thiết kế cho anh Hồng có địa chỉ tại Nam Đàn, Nghệ An. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà được Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại.